Mình là nhận tiếp một con máy Samsung A750 riêng nguyên nha anh em. Cái nắp này là hơi lắm này, nó bị rớt keo, khô keo ha. Và nó chỉ rớt mít nhẹ ra thôi mà không hiểu sao nó không lên màn hình nha. Bấm nguồn không thấy lên này. Và mình cắm sạc thử coi. Không có dấu hiệu anh em. Đó, nghe tiếng động nha. Có báo rồi nè anh em. Đó, nhưng mà lại không lên màn hình. Em mình tiến hành là mình tháo ra máy thử coi. Mình sẽ gắn một cái màn hình mới thôi nha anh em. Đây là một màn hình A750 mới đây. Mình sẽ test thử coi. Cắm sạc. Rồi lên pin anh em. Vậy là cái này là hư màn hình rồi anh em ơi. Máy đã hư màn hình. Mình test lại lần này cho chắc thôi nha em. Mình sẽ test lại cái màn cũ thôi coi. Cho nó chắc ăn. Có khi nó treo máy anh em. Treo máy thì báo khách sẽ treo máy thôi. Mình phải có lương tâm nghề nghiệp anh em. Nó phải đúng tình trạng nha. Mình test lại lần này cho nó chắc. Rồi, cắm lại coi. Xin chào là đừng hư màn để khách đỡ tốn tiền. Hư màn thiệt anh em ơi, không thấy lên luôn. Đó, mình vẫn nguyên như vậy ha. Đây. Nhưng mà màn không thấy lên được. Chứng tỏ cái màn theo máy này đã hư rồi. Rất là xui. Buộc phải thay nha anh em. Rồi, mình sẽ tiến hành mình tháo ra nha. Tháo cái màn này thay màn mới là xong. Thay một cái màn mới thôi nha anh em. Màn này thì mình đã test rồi. Xài đã ok. Còn em bạn đang